Khi mà xe được trang bị phanh tay điện tử, nó có những cái ưu điểm như thế nào mà phanh tay cơ khí không thể có được? Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với Xế Ngọng Vlog. Thì hôm nay đi đón con gái xong là lại ngồi đợi một chút để đi đón con trai. Thì nghĩ ra và chia sẻ đến với anh em một chút về cái vấn đề phanh tay điện tử này này. Khi mà xe được trang bị phanh tay điện tử, nó có những cái ưu điểm như thế nào mà phanh tay cơ khí không thể có được, và trong quá trình sử dụng nó thuận tiện như thế nào? Đầu tiên là khi xe của bạn có phanh tay điện tử thì có thể hoặc không nhá, là có thêm một tính năng, đó là trang bị tính năng auto hold. Cái auto hold này nó rất tiện trong quá trình đi phố. Khi anh em bật auto hold thì cái ví dụ như dừng đèn đỏ các thứ ấy thì nó sẽ nhàn đi rất là nhiều. Cái này trong trong những clip trước mình có nói rồi đấy, thì là nó có lợi thế là có thể trang bị thêm auto hold, và sử dụng auto hold thì rất là tiện, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau một thời gian sử dụng thì mình khẳng định là sử dụng phanh tay điện tử ấy gần như là mình không phải thao tác. Nếu mà xe của bạn được trang bị phanh tay điện tử thì gần như mình không phải thao tác đến cái phanh tay điện tử này. Nó không như phanh tay cơ khí bạn phải hạ xuống kéo lên các thứ, mà phanh tay điện tử nó thông minh không. Nên là vì sao nó thông minh nhá, đây để mình làm cho các bạn nhá. Đây, nổ máy. Ok, mình đang để P đúng không đấy, kéo về D này để chuẩn bị lăn bánh này, rồi quay này. Mình không thắt dây an toàn đấy, mình không hề thắt dây an toàn. Nếu mà là phanh tay nhá, nếu mà là phanh tay, các bạn thắt dây an toàn hay không thắt dây an toàn không quan trọng. Cái phanh tay này bạn hạ xuống bạn vẫn đạp được đi đúng không? Còn cái phanh tay điện tử này nhá, nếu là để như thế này, bạn đạp ga này, em quay ở vòng tua máy này, đây mình đạp ga nhé, đấy xe không hề đi, đấy vòng tua máy lên và mình đang để D không cho đi. Đó, nếu mình thắt dây an toàn thì làm sao? Đây mình thắt dây an toàn cho các bạn xem. Đây nhá, phanh tay điện tử vẫn kéo đúng không ạ? Đó, vẫn đang bật để D. Và đây nhìn vào đây, đây bạn, em quay ra ngoài luôn được này. Đấy, mình đạp đạp ga một chút này, mình chỉ mớm ga cái này. Đó, xe tự di chuyển. Đó là một tính năng thông minh. Vì sao mình lại gọi nó thông minh? Bởi vì đơn giản thôi, khi bạn trèo lên xe, đó, bạn thắt dây an toàn. Đó, thì là cái tính năng này nó sẽ tự hiểu bạn, à ok, anh đã thắt dây an toàn, anh vào số D là anh đã đảm bảo đủ đảm bảo an toàn, và tôi cho phép anh lăn bánh không cần phải ấn nút hạ xuống. Nó không cần phải thao tác là phải hạ phanh tay thì mới đi được. Nó sẽ tự nhả ra. Rồi tiếp theo nữa cũng là một tính năng an toàn nhá. Đây, mình về L đây, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp là đón con chẳng hạn, vợ mình xuống đón con, mình để N. Đấy, hoặc đấy, để N mình đỗ như này. Ấn auto hold hay không auto hold thì không cần quan tâm nha. Mình đá này để bỏ chân ra nghỉ ngơi, không cần phải ấy, và cũng đỡ hại hộp số, đỡ hại máy, đỡ tốn xăng. Rồi, thế nhớ chẳng may vợ mình gọi mình một việc gì đấy, mình vội vàng tháo dây này. Thế xong là tắt máy, chạy xuống hỗ trợ vợ đúng không? Thế thì là nếu mà là trường hợp mình ngồi trên xe để N thì không sao, nhớ chẳng may xe nó trôi cái thứ thì mình có thể giẫm phanh được. Nhưng nếu là phanh tay cơ khí thì bạn phải thao tác kéo. Bạn phải thao tác kéo để phòng trường hợp là xe nó trôi. Ok, nhưng cái nếu mà là phanh tay điện tử, đây bạn để N, tắt máy, không cần phải thao tác gì, phanh tay điện tử tự 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 kích hoạt, tự kéo. Nó không cần quan tâm. Kể cả chế độ P cũng thế nhá, kể cả bạn về P cũng thế. Đây mình để máy lên. Đây phanh tay đang hoạt động nhá. Mình hạ phanh tay xuống này. Đó, hạ rồi nhá, mình về P này. Ok chưa? Không đạp phanh nhá, mình nhả ra này là xe đang đỗ đúng không? Thế bây giờ đi về đến nhà, về P. Không kéo phanh tay đúng không? Tháo dây an toàn, ok. Tắt máy. Phanh tay điện tử này tự kích hoạt. Đó, trong suốt quá trình sử dụng gần như là mình không cần phải nhớ đến cái kéo lên hạ xuống của cái phanh tay. Nó thông minh, nó tự kích hoạt, nó tự hoạt động cho mình. Thế nó khiến cho mình nhàn, mình không ấy nữa. Còn rất nhiều các bạn sẽ bảo là phanh tay cơ khí thì chỉ cần kéo lên kéo xuống, ok. Cái đấy là trong là các bạn sử dụng phanh tay cơ khí quen rồi, suốt một thời gian rồi nó thành thói quen là cứ phải kéo lên hạ xuống, kéo lên hạ xuống. Hồi đầu mình cũng thế,
hồi đầu mình mới mua xe thì quá trình mình học lái xe ấy của thầy giáo ấy là cứ đổi lái thì kéo phanh, xong ngồi vào thắt dây an toàn là hạ phanh, cũng tạo cho mình một thói quen như thế. Xong đến lúc sang chiếc xe này là mình cũng thao tác như vậy. Nhưng về sau khi mà mình biết được những cái tính năng như thế này rồi ấy thì mình lại quên đi những cái thao tác kia và mình thấy việc sử dụng cái này nó rất là nhàn. Mình thích nhất ở cái tính năng là khi trèo lên xe, nếu bạn không thắt dây an toàn thì xe không cho phép bạn đi. Đây nhá, như xe mình đây này. Đấy. Ok chưa? Nổ máy đang để B đúng không ạ? Mình không thắt dây an toàn, kéo về D này. Mình đạp xe này. Đấy, xe nó chồm lên, phanh nó giữ lại, mình không thể đi được. Đó, thì rất nhiều anh em trèo lên xe mình lái và kéo này, không có thói quen thắt dây an toàn đâu. Người Việt Nam mình nói nhá, sẽ rất nhiều bạn xem clip của bạn mình sẽ gọi là thế này thế kia, nhưng mà người Việt Nam mình khẳng định luôn là không có thói quen thắt dây an toàn. Thế thì rất nhiều anh em trèo lên không thắt dây an toàn, kéo D đây đạp, ông có thắt dây đâu mà tôi cho ông đi. Đấy, cái xe này nó là như thế, cái phanh tay điện tử này nó ý nghĩa của nó là như thế. Ông không thắt dây là ông không đảm bảo an toàn, tôi không cho ông đi. Ông thắt dây vào đây, ông thắt dây vào. Ok, cái an toàn đầu tiên ở trên xe là thắt dây an toàn đúng không? Trèo lên xe là phải thắt dây an toàn. Ok, ông thắt rồi, đạp phanh, đạp ga cái đi. Đó, tôi cho ông đi. Khi ông đã đảm bảo đủ an toàn là tôi cho ông đi. Đấy, cái phanh tay điện tử này nó hay là như thế. Và nếu mà anh đã đảm bảo đủ an toàn thì anh cũng không cần quan tâm là anh phải hạ phanh tay hay kéo phanh tay. Đó, khi anh đã đảm bảo đủ các yếu tố an toàn thì anh cũng không cần phải quan tâm đến là tôi đã hạ phanh tay hay chưa. Đó. Còn những cái trường hợp mà anh em sử dụng chốt lừa hay là những trường hợp anh em trèo lên như vừa nãy mình bảo ấy, đây mình để này, đúng không, kéo phanh này, mình không thắt dây an toàn, mình ép buộc nó phải hạ, thì đấy là cái đấy là ép buộc, cái đấy là ép buộc rồi, thì là xe nó sẽ tự hiểu là anh đã đảm bảo là đủ an toàn, hoặc là anh muốn không thắt dây an toàn mà anh vẫn đòi đi thì tôi cho anh đi. Đó, đại khái là như thế. Thì đấy là một trong những tính năng khá là hay khi mà trên xe có trang bị phanh tay điện tử. Mình nghĩ là sau này tất cả các hãng xe lên trang bị cái tính năng này, tính năng này khá là hay, hữu ích. Và đối với anh em mình thì cái phanh tay cơ khí nó vẫn còn là nhẹ nhàng chán, nhưng đối với chị em phụ nữ ấy, theo như mình biết nhá, em gái mình đi Accent, chị gái mình đi Kia K3, và một chị gái nữa đi Ford Ytech 3.2, con bán tải ấy, xe bán tải 3.2, chưa bao giờ biết kéo phanh tay là cái gì. Đỗ xe về P, ok, xong xuống xe, lên xe lổ máy kéo D tiến, chả bao giờ kéo phanh tay là cái gì. Đấy, mình hỏi chị Minh con bảo này, kéo cái đấy nặng bỏ mẹ ăn, sức đâu mà kéo. Đó, thì cái phanh tay cơ khí nó là thế. Còn đây cái phanh tay điện tử gần như là không phải kéo. Mà nhỡ chẳng may có hãng xe nào đấy họ không update những cái tính năng thông minh như mình bảo này, thì nó cũng chỉ là cái lẫy nhựa thôi, kéo lên hạ xuống chỉ bằng một ngón tay rất chi là nhẹ nhàng. Đó, thì nó sẽ khiến cho cái quá trình sử dụng xe của mọi người nó nhẹ nhàng đi. Đó, thì clip mình chia sẻ đến đây thôi. Thế nhá, xin chào anh em. Bye bye.